Và bây giờ là những cặp đấu ở bảng C. Cóc Thum của Bạc Liêu gặp Phú Tức của Mỹ Tú. Sau đó là Cơm Bông Chớp của Châu Thành sẽ gặp Noren Găng Say Ông Kho. Ở bảng này cục diện hiện nay thì Ông Kho đang có 2 chiến thắng. Cóc Thum của Bạc Liêu cùng với Phú Tức là đều có cùng 1 chiến thắng. Ai thắng trong trận thi đấu này xem như chắc chắn có được vị trí thứ nhì của bảng đấu này để đi tiếp vào giai đoạn 2. Đội còn lại dù có thua vẫn hy vọng, bởi với 1 chiến thắng thì cơ hội đi tiếp của anh em rất là cao, ngoại trừ khả năng là ở trận kế tiếp Cơm Bông Chóp vượt qua Ông Kho. Khả năng này nếu đúng đẳng cấp, đúng phong độ thì rất khó xảy ra. Tuy nhiên chúng ta cùng chờ xem như thế nào. Trước tiên là xem trận đấu để phân định giữa Phú Tức của Mỹ Tú và Cóc Thum của Bạc Liêu. Cóc Thum số 39 bơi đường bơi số 2 trong trang phục màu đỏ. Phú Tức của Mỹ Tú số 16 trong trang phục màu tím bơi ở khán đài. Hiện nay thì chúng ta thấy Phú Tức của Mỹ Tú ghe số 16 đã vượt lên dẫn trước. Chiếc vé đi tiếp vào giai đoạn 2, 32 đội gần như đã nằm trong tay các anh. Cố gắng lên. Và đối với Cóc Thum, đội ghe đến từ tỉnh bạn Bạc Liêu, với 1 chiến thắng quan trọng trước đó, anh em cũng nhiều khả năng sẽ có chiếc vé đi tiếp vào ngày mai. Còn trước tiên chúng ta thấy chiếc ghe trong trang phục màu tím đã giành chiến thắng, đó là Phú Tức của Mỹ Tú. Xin chúc mừng.